10 năm một chặng đường, đặt chân đến 45 vùng đất, từ thành thị đến nông thôn và cả miền núi cao. Có hơn 15.936 bệnh nhân được khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Đây là những con số đọng lại ký ức, kỷ niệm khó quên trong từng bước chân đi của các bác sĩ tâm đức nhiệt huyết trong gia đình Luca. Trước thực trạng có rất nhiều người nghèo lại bị mắc phải những căn bệnh đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Thậm chí, nhiều gia đình không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, chưa nói đến có đủ kinh tế để chữa bệnh. Trong đó, có không ít người là cùng niềm tin Công giáo. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu đó, gia đình Luca đã được ra đời vào ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2017 do Đức Tổng Giáo mục Giuse Ngô Quang Kiệt khởi xướng thành lập. Gia đình Luca, nơi hội tụ các bác sĩ, nhân viên y tế là người Công giáo đang làm việc tại các bệnh viện trên thành phố Hà Nội. Gia đình Luca là gia đình quy tụ tất cả những anh chị em là y bác sĩ, người Công giáo lại để thực hiện bác ái, đó là đến với những người nghèo, khám bệnh từ thiện cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa. Đó là những điều mà tôi thiết nghĩ họ làm được trong một thời gian khá dài, làm một cái việc thiện, đó là điều rất tốt. Gia đình Luca từ khi ra đời với sứ mệnh yêu thương, tận tình phục vụ các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, nghề nghiệp và vùng miền, trợ giúp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, hoạt động trên tinh thần thiện nguyện và phi lợi nhuận. Trong các năm từ 2007 đến 2008, phòng khám của gia đình Luca tại Tòa Giám mục Hà Nội đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo, các cha, các nam nữ tu sĩ trong giáo phận, khám và giám định sức khỏe cho các chủng sinh. Ngoài ra, còn có các buổi nói chuyện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các cha, các chủng sinh trong Đại chủng viện Hà Nội. Những ngày đầu thành lập gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, gia đình Luca vẫn tổ chức được 3 chuyến đi khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân nghèo. Đặc biệt là chuyến đi đầu tiên vào ngày 15 tháng 12 năm 2007. Trong 3 năm sau đó, từ 2009 đến 2011, do điều kiện khó khăn đặc biệt, gia đình Luca có ít hoạt động. Từ năm 2012 đến nay, được củng cố về tổ chức, có cha linh hướng nhiều thành viên mới, trong đó đa số là các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ giàu nhiệt huyết. Các hoạt động bác ái từ thiện của gia đình Luca có bước phát triển mạnh mẽ. Trên tinh thần anh em mỗi người một chuyên ngành khác nhau, nên là tất cả đều không có phân biệt gì cả. Và những cái mình còn thiếu về đi giúp này mọi người, nhưng mặc dù cũng là giúp cho mình, bởi vì là anh em các cái chuyên ngành khác nhau nên có thể mình không biết về chuyên ngành này nhưng được học hỏi anh em trong cùng cái nhóm của gia đình Luca. Sau khi mà tham gia gia đình Luca thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình có cái điều kiện để đến với những người nghèo. Đấy. Và anh chị em, và gần đây thì thấy là gia đình Luca để anh chị em rất nhiều người muốn được tham gia, muốn được làm. Như vậy là cái tín hiệu thấy là cho biết rằng là rất nhiều người muốn đến với những người nghèo khổ và những người mà không có điều kiện để mà đến với y tế. Thì em cảm thấy là các bác sĩ khám bệnh rất là chu đáo và rất ân cần. Người bệnh là những người ông bà ở phần quê, họ khó về diễn tả, họ không biết về kể bệnh như thế nào, mà các bác sĩ đã gợi ý rất là tận tình và để tìm ra được cái nguyên nhân gốc rễ của bệnh. Và qua cái cách mà họ về khám bệnh ấy thì bọn em cũng được học tập rất là nhiều, để sau này khi mà bọn em đi ra làm việc cũng chỉ vài năm nữa thôi thì cũng bọn em cũng sẽ là những bác sĩ, và cũng mong muốn giữ cái tinh thần đấy để đến với bệnh nhân của mình cũng sẽ phải ân cần, nhiệt tình và chu đáo như thế, coi người bệnh cũng như là những bà con của mình và những người thân trong gia đình của mình thôi. Với nguồn kinh tế chủ yếu từ xoay sở, tự đóng góp và sự nâng đỡ của các ân nhân, điển hình như Caritas Giáo phận Hải Phòng đã tài trợ cho 5 chuyến đi khám bệnh từ thiện tại Cát Hải, Cát Bà, Hải Phòng, Tiên Yên và Uông Bí, Quảng Ninh, tại Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, quyên góp cho chuyến đi khám từ thiện Nghiêm Loan, Bắc Cạn. Từ năm 2012 đến tháng 5 năm 2017, gia đình Luca đã tổ chức được 42 chuyến đi khám chữa bệnh cho 15.000 người. Đặc biệt, từ năm 2014 đến năm 2016, thì trung bình mỗi tháng, gia đình Luca có một chuyến đi.
mỗi chuyến đi khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí với số lượng bệnh nhân từ 300 cho đến 500 người. Số tiền mua thuốc hết khoảng 20 đến 30 triệu, chưa kể chi phí thuê xe. Chúng tôi gặp khó khăn nhất đó chính là về mặt thời gian. Thời gian của các bác sĩ rất là bận rộn. Mọi người vì chuyên môn, cuộc sống. Cái khó khăn tiếp theo đó là về mặt kinh tế. Gia đình Luca không có một nguồn tài trợ cố định nào cả. Hầu hết các nguồn tài trợ đều đến từ các cá nhân, các tổ chức vì lòng thiện. Và cái tài trợ đó không thường xuyên. Cho nên gia đình Luca nhiều khi anh em trong gia đình tự đóng góp tiền, tự đóng góp tiền để lo cho những chuyến đi khám từ thiện. Cái khó khăn về nhân lực, mỗi chuyến đi ít nhất cần đến 30 đến 35 người, 8 đến 10 bác sĩ. Và mỗi một lần như vậy là một cái thử thách đối với người tổ chức. Tất cả chúng ta thấy là cái sức mạnh của tình yêu của các thầy thuốc công giáo trong gia đình Luca dành cho người nghèo, hy sinh vượt lên chính mình, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để dành cho biết bao nhiêu bệnh nhân nghèo. 10 năm, hành trình yêu thương và phục vụ của gia đình Luca đã đi qua 15 tỉnh thành với 45 chuyến đi khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho khoảng 16.000 bệnh nhân nghèo với sự tham gia của khoảng 1.200 lượt các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng với biết bao khó khăn, gian khó và hy sinh. Đó cũng là niềm vui, tự hào và hạnh phúc của gia đình Luca. Thì chúng tôi cảm nhận được là gia đình Luca là một cái nôi, nuôi dưỡng tinh thần để cống hiến cho nhân dân, cho những người nghèo khó, những người bệnh tật ở vùng sâu vùng xa, kiến thức về chuyên môn, cũng như là những nơi để chúng tôi chia sẻ cái tình người, đặc biệt là mối tương quan giữa bác sĩ, giữa nhân viên y tế và những người xứng đáng được chăm sóc về vấn đề sức khỏe. Tất cả những điều mà chúng tôi đã trải qua cùng đồng hành với gia đình Luca là những cái ấn tượng rất sức là tuyệt vời với mỗi cá nhân tôi cũng như là các bác sĩ nói chung. Đối với cá nhân tôi là một người trẻ, trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, thì gia đình Luca chính là một nơi hội tụ bao nhiêu tinh hoa của những lớp người đi trước về kinh nghiệm chuyên môn cũng như là tình yêu vô bờ bến đối với bệnh nhân. Đó chính là động lực để cho lớp trẻ của chúng tôi tiếp tục đi theo con đường ấy. 10 tuổi là một thời gian ngắn trong đời người, nhưng là một khoảng thời gian đáng kể đối với một tổ chức, đặc biệt lại là một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận. Nhất là khi thời thế đổi thay, tác động trực tiếp đến tinh thần và sinh hoạt của tổ chức, gia đình Luca được tình yêu thương của Chúa ấp ủ, bao bọc và chở che, nên gia đình luôn nhận được ơn lành. Ơn lớn nhất là mình cảm thấy được Chúa yêu thương. Tất cả đã thôi thúc gia đình Luca lên đường, đi đến những miền quê xa heo hút, vùng rừng núi sâu thẳm, đem tình thương, niềm an ủi và sức khỏe cho những người anh em nghèo khổ. Lạ lùng thay, tình yêu thương càng cho đi lại càng tràn đầy, càng chia sẻ lại càng phong phú. Chính nhờ biết cho đi chia sẻ mà gia đình Luca sẽ bền vững. Thì nhân dịp kỷ niệm 10 năm gia đình Luca, tôi thiết nghị, tôi cũng không mong muốn gì hơn đó là muốn cho tất cả anh chị em trong gia đình công giáo, đặc biệt là những y bác sĩ, có một cái sân chơi để anh chị em có thể làm việc bác ái, khám chữa bệnh cho những người nghèo, đặc biệt những người anh chị em vùng sâu, vùng xa và những người dân tộc. Gia đình Luca sẽ được tiếp thêm sức mạnh và sẽ có nhiều người hơn nữa hiểu Luca và tham gia với Luca. Bởi vì là một gia đình đó càng đông người thì càng có thêm sức mạnh. Xin chúc cho mỗi thành viên trong gia đình Luca có một sức khỏe dồi dào và một tình yêu to lớn, sự đoàn kết gắn bó để nối dài vòng tay. Mà Chúa đã tạo cơ hội cho các anh em ngành y để làm những việc bác ái, những việc có ý nghĩa cho cuộc sống. Những bước chân tiến tới, bước chân đẹp thấy, ôi thật đẹp thấy, bao là những bước chân tiến tới.